Pa me pino sương cuồng kịp pì cái ma tình yên bái của lương chưa phồng trà hột trùng mũ côn thảo côn ké mi tiếng mi khao cuồng bản cuồng huống sau cờ lộc côn là un ton pa tuôn un cón cuồng phương bản na lò chủ mõ cước kén chiền quam bo sòn ma pun luông tang chính sách hồng đảng pháp luật khổng hương nước cái bưng quỷ đình khổng tình hòa trục phủ chủ côn dần bày cuồng bản cuồng huống cuồng hòa xong sau khi sư lộc côn cổ kiên cả sàn cơ đầy lang nhí nhất cuồng vịa chiền quam ti tần bo sòn pò mè chứa côn nội côn o hành mả mẽ kinh tế bày khẩn diệt hằng tăng tánh bạn na nhưng mừ nhưng khăn chăn phải khẩn tài xỉa bưng nhiệt không có kép bảo trà cuồng hồ tô nên văn hóa khăn chăn mơ nì mời bà mẹ bên ông bòm thật xung khỏi tô tiền bò nà tôi bưng côn mi tiếng mi khao cuồng bản cuồng khuống con nỉ khu kín lúc số còn hơn lông ca trùng thành chợ cốt cào làn số bản nừng xã hòa cuồng huyện trấn yên tỉnh yên bái cỏ xương cải hỏi nừng xã hồ hơn số nỉ bò này khu có mỏ dạ chắc hình đại khu bồng trào khổng đảng cánh hơn nước vương chính sách khổng tỉnh khổng huyện họt kết nghỉ khu kiển nút số khổng pò mè chờ quốc nổi côn rốn nghỉ có mít lại khu biến mớ cuộc ăn mít khu góc hòm khổng lông ca trùng thành trưởng bản côn đền khu tìm trào cuồng phòng pò mè chờ quốc cao nàn trào tổ lông có mít xếp pì dệt trường bản hà pì dệt bí thư tri bộ bản lông hùng nạ mắt tà đầy nhằn chia sừng khổng ủy ban dẫn mương tỉnh khổng huyện bồ cực đẩy lang đi vẹn sách của hà phong cát dần cạt sàn tặng tánh của quyền lúc rú văn hóa vai trò giữa quân dần khảm cải ướt xác khó hay lung có tiếp tần po me cuồng bàn bố cò que tành nền sắc xính kẻ quàng mà mé kinh tế là lách sĩ ướt xác cảm gión khó hay khai nỉ hơn lung có mấy cài xếp ích tà cò que té hạ họt chết vì tuổi mọi pì khai cài xếp hạ ban tổ cái liệu liềng pà liềng tô phà chưa mết chủ pì hơn rào có thù đại cài xí hỏi chiều mặn ngân đấy đoàn kết khỏi hư cò tỏi năm triển quang hờ po me cánh quân dần còm càn cạt sàn càn trao điều vảy tỏi năm cơ đại bức mục tiêu sức diệt bẹ cánh bón kình bón rú triển quang hở po me sự chia bảo hiểm bản khuống góc vân lò góc hòm tục po bưng tản ngân thù còn hơn nước vảy tén nặn mấy cục kình nước rú ún ỉnh hơn mua bảo hiểm nhăng đối tỏi lung mải vần huyền chở quân rào chết xếp hạ tì tuổi nghèo giúp bản tông sòng xã Kiên Thành huyện Trấn Yên có hiền chảnh cò que áo mắt đẩy lắc đi kinh tế sùng tại phương pì cẩu ship lung cò tỏi năm cái trên tít tần pò me nằm hầu cò que liều cò tỏi năm pô bưng hải pô đìn đòn vậy con dần tìm trả cánh diệt tòi tón nạ nhít lung cò trọ tỏi năm vẻn xanh uẩn cón hơn lung cò pô cài ship hích tà cò que là tàng cò pô cần đẩy lắc đi kinh tế sùng đẩy khai các bờ cá mày cánh cá cáp xương ẩn khai đẩy lại ngân xương ẩn hư lung cỏ cứ chơi là tát hót liệu tảo bút mớ hót cách nhì số cỏ que có đầy cài xíp pì tuổi ấm để tàng ngân thủ án hỏi chiều mặn ngân mỏi pì hẳng hớt rào quần hám phong tàng tánh bản nát biển mớ lung có sắc mắn tích tần cốt dần cóp hỏm ngân mở công ca cánh giỏm ót đìn khải tang ngày đi học viện khai quang viện xây sườn nhờ mấy củ chống bạc chống hanh khổng lúc nguyền hót cách nhì khu kiến lúc xú cụ ỉn muộn văn hóa còn khuôn dần giúp bản tổng sòng có đẩy nhóc dùng bài khẩn tổng sòng có đẩy bấng lò phồng bản na bô cò que của nó tẻ bắt đổ toàn lại hùa hơn khuôn dần hẳng mi hình khai nỉ cuồng bản có mi hỏi nừng chết sòng hùa hơn tại cầu xếp hạ phân hỏi lò bò mè chở con rào chở con tay nỏ cuộc ăn mi chết xếp phân hỏi là hùa hơn hẳng mi sổm to thế thì cũng vận động bà con nhân dân rồi khỏi có tiết tần côn dần về khai quảng địa bút cò que liều hù sù tỏi năm bức cách luông khỏa kỹ thuật mớ về cực đẩy chất lượng sản lượng sùng báo chăng bút cò que là liều có những tiết tần pò mè chuyển nhảy ma bưng tà đìn bộ bám mải báo cực đẩy lăng đi về khai quảng là viện tành đường sắt dính mớ liều có tiết tần côn dần vòm càn cạt sàn tăng tánh tiêu chí bản nát biển máu phải gần đối với địa phương bản nát xung khỏi có móng cong lung huyền xúc tàm tỏi năm mi lại cốc cốc quam hôm cánh cốc hòm công ca khảo địa diệt còn lung có hòm hở bản na hở xã mà mé bình tế vảy bò mè ép năm cánh dệt toi bưng côn trường bản côn hiền cột tìm chào cùng phòng bò mè chở côn cào làn xuống bản đá trồng xã Đại Đồng huyện Yên Bình hư có mi lung mễ văn giáo sắc mắn triển quang thiết tấn côn dần cuồng bản chấp năm bưng chủ trường chính sách còn đảng cánh hơn nước sắc mắn tỏi năm cả bưng há phong khánh thì tàng tánh bản na biến mớ để bò mè tìm chào lại pị liên lung có tỏi năm là đại biểu hội đông dần mức xã cải xíp pị dệt trường bản đá trồng cách nghỉ lung có lưng chơi triển quang cánh chỉ bó hạ bưng thành viên cuồng trùng múa văn nghệ khoảng xã bưng quam cắp bay xe còn bò mè chở con trầu vài trừ mặn bưng nên văn hóa hít không tòng chằn còn chở con trầu tại hội chợ sắc mắn trên lau còn lung giáo bưng nạp địa in muôn khắp xe văn hóa văn nghệ cò choi dưa hạ bưng con tuổi nóm hủ hền mặc muôn tỏi bưng nên văn hóa còn chở con trầu
và nung hơi có chỉ bó hỏa sung khỏi hù đẩy các bưng bay cáp bay xe cầu ké trên lang men tòi bưng nên văn hóa hít thôn tòng trần khổng chừa côn khỏi cũng đặt hay nỉ bản na khỏi kiên rú có mít lại của biến mà ở mà mấy bảy khuyên hành nghèo ư sung khỏi của hiện trạng này là té cùng mà mấy kinh tế hoặc của kiên nước rú của cho in muôn khổng khôn dần cái nỉ đánh nhau sùng hơn nghèo về tòi có nỉ leo cũng ý thức được. Bạn đã chồng có mi dòng hỏi về xác hủa hôn tờ cầu hỏi hốc sức của côn. Của anh có mi giảm chi chết vân hỏi là bò mè chữa côn cào làn. Có nhì bàn là bản cắt không khó hãy khòng xã. Họt cái nhì cô kín nước rú còn bò mè cuồng bản có mi lại của biến thái. Cuồng ăn mi của góc hòm sắc mắn còn lúc mễ văn giáo. Đó côn trường bản, côn thảo ké, nhằn cô tìm trời, lâm chơ sắc mắn tít tần bò mè dệt kín dệt dườn. Dù tắt táo bưng tảng ngăn cốc lình, trên nhảy lung tang cỏ bú tổn niềng, tướm ten ngân tiên. Cực đẩy bo chất lượng bưng tảng trường hang, tẹt mạn của kỷ nông rú, có phân tảng tánh xã, bản nát biến máu nhót sùng bay khẩn. Trong thời gian tới, xung còi có mỏng cao hỉa, xung lung có chim minh lại bạc hanh vầy, giúp tàm dòm o bạc hanh, truyền lão bưng nên bản hóa chân nang, hào chùa xin nóng cầm năng nỉ, có xương tiết tần bo mè, ca sàn tảng tánh của kỷ nông rú văn hóa mắng. Tình Yên Bái cái nỉ có mi bét hỏi chiếc ship ếch côn trường bản côn nhìn của tìm chào cùng phòng bò mè chở quốc nơi côn sau là bưng côn sẵn cần cốc chính của viện tích tần bò mè tay bản tay khuống tỏi năm tỷ xưa bưng chủ trưởng luông tang chính sách còn đảng pháp luật còn hơn nước trừ mặn phái cạt sàn chủ trưởng quốc nơi côn tắt táo cánh bảy trừ bưng nên văn hóa trên lang hịt không tòng chằn há phong dòm ót đìn khải tang vòng càn huộm mưa tẳng tánh bản nát biến máu đã lấy rìa bưng hịt không cầu ké bảo trả vang phá rìa bưng nạp địa báo tì mê tin khảo bức nạp địa với chưm vương côn trưởng bản trưởng họ xong nhận của tin chờ lò xiểm cao sức tó tại cấp ủy chính quyền cánh quân dần sắc mắn cóp hòm cao chú mú chính trị trừ mặn mắt tiền àn chính trị tè tiền bản cuốm lò bưng côn cốc chính lò bón ỉnh mặng vẻ con dần tiền chờ ép năm cánh dệt tòi có phân tảng tánh của kỳ nung rú uốn ỉnh muôn mùa mọt chú mọi bản na.